Đâu anh Hoàng rồi, diễn đi. Diễn mạnh nào. Đứt lát luôn. Rồi. 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 Vâng. Cần thêm vài option nữa. Vâng, xe anh mặc dù đã là lắp pin 5S nhưng mà vẫn chưa lên được con dốc này. Cố lên anh. Đừng để anh em phát sinh. Rồi. Cố lên, cố lên. Rồi, 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 rồi. Tí nữa anh triệt hạ con xe của sắt vụn. Qua đi. À, đây hôm nay lâu lắm rồi, con xe chở xác mới xuất hiện. Rồi, anh định làm gì đây? Rồi, xong. Con xe của anh Năm ấy đi ạ. Lắp bọ cạp à? Nào anh biểu diễn cái thế nào. Rời một phát lên ngay. Nào chăn sát à. Ủa ôi đơn giản quá nhở. Đơn giản với chăn sát. Diễn đi. Con mặc vàng diễn nào. Anh bò một cách rất là ì ạch. Giống như là con người của anh ấy. Rồi, rồi đấy. Ta vẫn lên được này. Vào. À, tuột lắp trước rồi. Lại tuột lắp. Xe của anh ra. Với rất nhiều chứng bệnh. Các bệnh lọ thì bệnh kia xuất hiện. Đâu rồi, con xe ở sát vụn rồi, ra diện đi. Và hôm nay chúng ta có một nhân tố mới xuất hiện. Độc và dị. Sau bao nhiêu năm rồi anh xa làm giải trí. Anh xuất hiện với một khuôn mặt cực kỳ lạ lẫm. Và táo tợn. Giờ đấy. Anh có vẻ rất ghen tị với con chăn sát về sớm rồi nên anh định làm gì đây. Đây cứ mặt khuôn lạ. Điên đó. Hay nó có bầy biết gì không? Hay nó có biển báo gì không? Có biển, anh vào ngõ bắt có biển có lủng luôn. Đấy rồi, một con xe này anh quyết định coi như là tháo thùng và trùng với anh em. Diễn đi anh ơi. Diễn khi nào xe nó không chạy nữa thì thôi. Đấy, đấy, đấy. Với cái chiếc xe như này rất dễ là lộn vài vòng. Cắm đầu lộn vài vòng. Vòng vài. Đấy rồi, chiếc xe đẹp nhất ngày hôm nay. À, anh Diễn đấy. Hai anh em này mẹ với cây kế. Giết nhau không giao. Xúc cho phát để cho mẹ xuống thật nhanh. Anh ơi. Do xe nó trượt dốc. Xe nó toàn sắt đấy, xe mình toàn nhựa đấy. Đâm một phát là chết luôn đấy. Tìm em cái nào. Ôi, đỉnh ra đây là anh em khốn nạn chứ đéo phải là anh em cây khế nữa rồi. Tiến lên đi. Rồi, Diễn đi, lên dốc đi. Diễn đi, lên dốc đi. Anh cứ để nó hút. Xe mình vẫn lật. Khốn nạn. Đấy. Tự bỏ qua đi. Kệ đó. Đéo cứu. Đấy cái hội cả đi xe. Khốn nạn. Xem em mới cùng đất vào quay quanh xe nó luôn. Anh Hoàng bỏ đâu ra. Anh Hoàng chạy ra đi. Cứ lật vẩn đây, lái xe lên kia hết. Chỉ có xe ở dưới này thôi, quay phim dưới này thôi. Lên đây. Lên đây. Cắm turbo vào chạy lên đây. Lên đây. Từ từ anh Ngọc ơi. Xe đẹp nhất bãi Vĩnh Tuy đừng có làm gì đó. Rồi, 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 rồi.
trời ơi trời. Mẹ ông này không lên được chứ các bạn. Rồi. Rồi. Sợ. Hoa cứng đầu. Bây giờ xem mình nuôi hết tiến đây. Lên đây, lên đây, lên đây. Sát sát lên cái nào. Mẹ con này cứ đi theo xe đít chân sát sát để thông đít này anh ơi. Lớn cứ đi theo thông đít này. Giỏi thật đấy. Ôi, em đấy. Ui, anh Hoàng ơi, xem này con Ngọc Vàng có lên đơn giản đâu. Cổ chủ vẫn đi đặt xe. Ui, trời ơi. Được, 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 mày diễn lại đi. Diễn đi. Rồi, diễn đi. Diễn đi. Diễn đi. Rồi, thằng này rất là trâu trò, phóng như thế này. Rồi, rồi, rồi. À làm nào cho xe dậy đi. Điều diễn đi. G6 à? Chịu chưa? Chịu rồi. Mày cứ lái cái từ thôi em ạ. Trần chuồng nó leo lên khác. Đấy em bảo anh rồi, cứ cởi hết ra đi. Mặc lắm vét mới cả ấy vào có leo đâu. Mấy em nữa anh cho mấy cái khung sắt vào đi. Ờ, này trục cái này là độ đi cho hạt đúng cái độ cho khác người. Rồi, về rồi. Con xe Jeep của anh đã không thể leo được dốc và anh rất là bực mình. Anh quyết định lôi con capo mới như vừa mới mua. Phục thù, liệu anh có leo được con dốc này không? Mặc dù dốc đã dễ đi rất là nhiều rồi. Và nhưng mà xe mới như tay lái hơi non. Rồi, rất đơn giản, dễ dàng. Đấy. Xe xịn nó có khác. Lên được nhá bố. Làm gì đâu. Kìa anh em cây khế cứu nó đi kìa. Nào nào cứ hiển. Ôi trời. Nào lại là quả ngu hôn con. Anh ơi đừng cứu nó, mình chết đấy. Anh đi xuống đi, anh cứu. Kệ cho anh em nó cứu nhau. Cha này em chịu rồi. Đây một con hàng rất là lặng mông. Xe ngã đéo chịu xuống cứu. Tốt. Ấy ngon. Đấy nhá, mẹ mày cứ hại chăn sát mà nó cứu cho, cảm ơn nó câu đi. Lại tung đít rồi, em ơi, tung đít rồi. Đấy. Con chân sát này như là khóa cái sai nữa hả? Có tất. Nhả được đúng không? Ờ, khóa nhả được. Hay nhỉ? Hay làm con đây. Hay làm con. Sắp về rồi, đóng tiền mà là có. Vậy anh thích em để lại luôn cho anh nhỉ? Vì anh lâu ngày ra ngoài bãi. Sao mày ra kia cứ ngồi và trách gà nặng? Để anh nuôi được. Dạ. Cái con kia. Ngồi và trách gà của anh nhá. Đấy. Cho tiền con kia nuôi đại học mà lại quản con nào vào đại học, tiền con mua năm đại học này nó đủ tiền học phí, tiền con mua hàng xóm, bố ngủ mấy lần rồi, có mày lợn nó giống mày ở đây, không đang có thương lượng rồi, bố ngủ mấy lần rồi. Tại sao anh cứ lao vào cái chỗ cục đá nó to như thế mà cứ lao vào nhỉ? Thôi.